Hello bà con, cá bông lau. Hôm nay chia sẻ bà con chuyện bông lau là cá bông lau nha bà con. Những người có bệnh như này không ăn được cá bông lau, đó là những người có bệnh thế này, ăn cá bông lau vô càng nặng thêm, bệnh thêm, gặp bác sĩ nhiều hơn, đó là cá bông lau. Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, người lớn tuổi từ 75 tuổi trở lên, 80, 100, 200, 300 tuổi gì đấy, huyết áp cao, người có mỡ máu, không ăn được cá bông lau nha bà con. Cá bông lau ăn nhiều rồi thì đi gặp bác sĩ nhiều hơn, uống thuốc nhiều hơn, tốn tiền nhiều hơn. Cho nên những người có bệnh thế này và người có thế này thì không ăn được cá bông lau, đó là trẻ em 5 tuổi trở xuống, lớn tuổi trên 75, 80, 100, 200, 300, 400, 500 tuổi gì đấy là không ăn được cá bông lau. Huyết áp cái mặt cao là không ăn được cá bông lau nha bà con. Huyết áp cái mặt cao không nên ăn được cá bông lau. Mỡ cái mà mỡ máu, có mỡ máu là gọi là máu bẩn ấy nha bà con, là không ăn được cá bông lau. Cá bông lau nó tốt, thật tốt cho bà bầu, làm cho đang cho con bú, phụ nữ đang cho bú là nó tốt cho bà bầu, phụ nữ cho con bú, trí não, tiểu đường, đó bà con thấy hấp dẫn không? Rồi còn á là tim mạch, huyết áp, sinh lý yếu, mệt mỏi, giảm nguy, gầy ốm, khí huyết hư, tốt cho não, bộ, ăn bình thường như các loại cá khác mỗi ngày ta thường ăn. Một tuần nếu ta ăn liên tục thì ta ăn 6 ngày, ta nghỉ một ngày, đó là nó tốt khi ta ăn cá bông lau nha bà con ơi, xin chào. Nào, tạm biệt nha, vui vẻ mình trẻ.